cả lớp đứng. Chúng em chào cô ạ. Cô chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu với nhau nhé. Chào các em, cô tên là cô Mèo. Hôm cô làm giáo viên của, cô làm giáo viên chủ nhiệm của lớp này và cô rất tuân theo mọi quy tắc ở đây. Nào. Nào, mời bạn màu tím lên bảng giới thiệu về mình cho cô. Theo cả lớp, mình là lấp lánh. Mình có đặc điểm là mình là một công chúa ở nhà và mình rất thích làm lớp trưởng, nên các bạn hãy bầu cho mình nhé. Giờ mai mình chỗ mời bạn màu vàng. Dạ, chào các bạn. Chào các bạn. Tớ tên là... Thì các bạn đặt tên là Moriet. Và đặc điểm của tớ là tớ rất thích những tin giật gân. Và tớ luôn luôn vui vẻ và không hề có chút giận dữ nào. Nhưng buồn gì tớ lại có đấy. Em sẽ quên giới thiệu xem rồi ạ. Giờ em về chỗ đi. Bạn tiếp theo là bạn màu hồng nhỏ nhất. Em cho cô, em tên là Cầu Vồng. Em có đặc điểm là mỗi khi lên lớp nói là em lại nước cục và bị đau bụng. À, cô ơi, em xin phép cô cho em đi vệ sinh. À, em xin phép cô. À, rồi em mau đi nhanh lên. Dạ. Rồi, mời bạn tiếp theo, bạn mặc áo màu xanh nào. Thưa cô, em tên là bạn Moretta, bạn Mororetti, bạn Moro, Moroti. Em là con trai, vì bố em là người làm trong trường này và em bị bắt nạt khi em học ở trường nam sinh. Em học trường nam sinh. À, các bạn có biết là mình ở nhà mình có mấy người không? Mình gợi ý cho các bạn nhé. Nhà mình có mình và bố mẹ mình và các bạn biết có ai nữa không? À, mình biết rồi, là em bạn. Đúng rồi, nhưng mà còn nhiều người lắm. Ồ, mình chắc chắn đó chính là ông và bà của bạn. Đúng rồi, nhưng mà vẫn còn. À, mình biết rồi, đó chính là cụ của bạn. À, đúng rồi, nhưng vẫn còn. Mình biết đó chính là chị của bạn. Đúng rồi, các bạn đã đoán ra được những người trong gia đình mình rồi. Nhưng mà các bạn có biết nhà gia đình mình có mấy người không? À, mình ông bà, ông là thứ nhất, bà là thứ hai, bố cậu là thứ ba và mẹ cậu là thứ tư, cậu là thứ năm, em cậu là thứ sáu, cụ của cậu là thứ bảy, chị của cậu là thứ tám. Vậy gia đình cậu có 8 người. Chính xác. Thôi, em xin phép cô cho em về chỗ ạ. Nào, bây giờ cô mời bạn màu tím lên bảng giới thiệu cho cô. Chào cả lớp, mình tên là Vui Nhận.
vì mình lúc nào cũng thích vui nhộn và vui nhộn và vui nhộn. Mà các bạn thấy mình có dễ thương không? Mình biết bạn trông xấu, bạn trông cực kỳ dễ thương, bạn trông xấu mù, bạn rất dễ thương. Còn bạn thì rất là đẹp, còn bạn thì cứ như thật tình yêu ấy. Bạn thì sao? Mình cũng thấy bạn như thần tình yêu ấy. Còn bạn này thì sao? Mình cũng thấy bạn như thế đấy. Em thưa cô, em thưa cô là em muốn đi uống nước ạ. Em đi nhanh lên cho cô nhé. Vâng. Em xin phép về chỗ. Nào, bây giờ cô mời bạn màu vàng mặc áo màu xanh lên giới thiệu cho cô nào. Thưa cô, em tên là Minion. Em là một người giống như người ngoài hành tinh, không xác định vật thể. Em làm tròn xoe như quả bóng. Em còn làm được thế này cơ. Uing. Cô thấy em siêu không? Em rất là siêu nhưng mà em không được phép làm thế trong giờ học. Dạ. Giờ tên em hết cô cho em về chỗ. Nào mời bạn. Bây giờ cô mời bạn chó lên bảng giới thiệu cho cô. Thưa cô, em tên là Red Zed. Tên của em thật ra là Red Zed Mirik Etes Net Net Lenin. Cơ ạ. Mình đặt tên thế bởi vì là nhà mình rất hay có trộm, nhưng mà lúc đấy mình vẫn hay thức lắm. Nhưng vào ban đêm ấy, nó hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình trả lời là mình mấy tuổi. Và thế là để mình sẽ trả cả tên của mình, trả lời cả tên của mình nữa. Và để cho nó không nhớ được. Vì thế nên là bố mẹ mình mới đặt tên ra như thế cho mình đấy. Rồi, em muốn về chỗ ạ. Rồi, em về chỗ đi. Bây giờ có một bạn cuối cùng. Bạn gầy gò. Dạ thưa cô, em tên là Không Xương Không Thể đã. Cái tên gì mà buồn cười vậy? Không xương không, không xương không thịt. Trời ơi, vậy bạn là cái gì? Mình là móng manh. Đó, các bạn thấy mình mỏng không? Quá mỏng chứ còn sao? Thật à? Vậy là mình mỏng manh rồi. Thôi anh chứ coi em về chỗ. Rồi, hôm nay chỉ học giới thiệu thôi. Mai chúng ta sẽ học làm bài. Nào, cô chào cả lớp. Cả lớp, đứng. Chúng em chào cô và cảm ơn cô vì buổi học.